Tiếp theo ngày 14 đây, tháng 11 năm 2021, Phương Linh Mỹ Tho cùng với anh Tư, anh Dung đại diện đến để trao yêu thương cho Hoàn Cảnh. Hoàn Cảnh là tên gì anh Tư? Không nhớ tên hả? Bà được mấy người con? Có hả? Có. Có một đứa hả? Kêu nó ra ha. Rồi. Dũng ơi. Rồi đây. Thôi giờ chờ chắc cái ghế này cho tôi hả? Dạ, dạ ngồi đi ngoại, ngồi đi ngoại, ngoại khỏe ngoại. Ừ, khỏe. Dạ. Trời ơi mệt chết mẹ chứ khỏe. Dạ. Con này ngoại yếu. Hai gì? Bà ơi. Bà tên gì bà? Tên Hạnh. Bà tên Hạnh hả? Bà nay bà nhiêu tuổi? Năm nay đúng 90 rồi đó, tuổi hội đó. Dạ. Đúng rồi. Bà chị này làm gì sống? Trời ơi. Đi lặt con cỏ mướn nhổ cỏ mướn rồi sống chứ không có làm. Cầm cầm em. Con khổ lắm. Con thần. Đi không đi sớm sớm đi gì tối quá. Trời chứ. Sáng mưa. Hết mưa mới đi, mưa quá tai luôn. Ở dưới có mưa hả? Dạ. Ở trên này không có mưa. Mưa quá tai. Dạ. Bà ơi, con hôm nay con xin đại diện mẹ Mười rồi gửi cho bà một bịch gạo. Dạ. Với em Nhân gửi cho bà một túi cam. Dạ. Đây là 100 ngàn của thầy gửi cho bà. Dạ. Ha. Dạ. Rồi đây là 500 ngàn. 500 ngàn này con xin đại diện chị Tuyến. Chị có chị Tuyến cà phê Molo ở đường Lý Thường Kiệt. Gửi cho bà 500 ngàn. Tổng cộng ngày nay con gửi cho bà 600 ngàn cùng với gạo với cam ha. Dạ. Phương Linh Mỹ Tho xin cảm niệm công đức tất cả quý thiện hữu, quý nhà hảo tâm đã trợ duyên cho Linh có được cái phần quà để đi đến để thăm bà cụ. Bà tên gì ba? Tên Hạnh. Bùi. Dạ bà Hạnh. Nay bà nhiêu tuổi? 90 tuổi ha. Mình ở đây, địa chỉ mình ở đây là ở đâu? Địa chỉ của mình ở đây là ở Tam Hiệp lận mà. Dạ ở Tam Hiệp ha. Dạ. Rồi con xin chúc bà thật nhiều sức khỏe. Dạ. Với chị đây ha. Dạ. Nhiều sức khỏe. Linh cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chúc cho tất cả được gia đình an. Và bà đừng có cách xa với tụi con. Dạ. Tôi dạ. Vậy dạ. Cũng cảm ơn quý chị, quý anh rồi. Nha. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Rồi, Linh xin bye bye. Hôm nay có về dịch rồi mình có nhận được cái gì không bà? Được nhận được quà gì không? Thì cũng gạo đồ gì đó. Dạ. Rồi đi chợ đây ai đi cho bà? À, chị em đi cho. Chứ không có ai mà đi chợ trong nhà này không có ai đi chợ được. Rồi. Có mình con này mà con này nó đâu có bình tĩnh. Dạ. Nó cũng. Thì hoàn cảnh của bà Hạnh ở đây. Nếu mà Linh nhận được trợ duyên tiếp theo thì con sẽ trở lại để giúp cho bà ha. Thì số điện thoại của Linh là 0828881055. Linh nhận được yêu thương thì Linh sẽ trở lại để thăm bà cụ Hạnh. Hai Linh bye bye.